Em ít thì chắc em chút đợi tí. Anh đợi lâu lắm rồi đấy em ạ. Ừ, vô thứ tự rồi ạ. Không ai xem lấn cổng. Cứ lê linh nữa tóc. Cô quay lại nha. Ờ. Mới cho anh miếng mì quả nhiên. Đây dạ dày của anh đây. Anh Dũng này ngày xưa chơi mình nhà em là đẹp trai nhất khu. Anh 63 nhỉ? Không. Anh 65. Đây của em. Chị chắc là em. Bà đợi chú ạ. Em ngửi nhé. Thế thì nguy thế. Ông thì em ốm, biết ăn mỗi cái này. À, thế ăn cái này thì nó cũng ngon. Anh ít nhưng mà ngon đấy nè. Cho anh đặng cùng cái gì? Cho anh mấy miếng ấy này. Không, miếng gì này này. Tay gan. Tay gan. Mua đủ ăn đi. Món này không quan nào nữa. Hết rồi rồi. Hết cùng gần đây rồi bà, nhưng mà cái đoạn cùng thì hết rồi. Hết rồi, tôi đi về luôn. Hôm nay là trực không nhà nhỉ? À, không có trực ạ. Lên đi. Vâng. À, chắc phải lên đây cùng với ông Mai ở trên này. Anh ấy. Hùng ấy. À, anh ấy. Mẹ đi đi nhận nghỉ chết. Thôi nếu mà mẹ đi thì chết thì ông được nhờ. Nếu mà ông chết thì chắc cháu không ít hơn mẹ. Công an thấy chị lên cục của chồng. Còn ba đấy hả? Ờ, người cho mẹ cắt được vào 100.